Có rất nhiều bạn hỏi bác Đạt là em nhỏ nước muối sinh lý vào mắt và mũi cho con được không? Và nhỏ như thế nào thì đúng, như thế nào là hợp lý? Đúng không? Đây là vấn đề mà có rất nhiều bạn đang mắc phải. Và nếu như chúng ta không biết cách sử dụng cái nước muối sinh lý này đúng cách ấy, còn bạn sẽ hay ốm hơn, dễ viêm tai giữa rồi là hay viêm mũi họng. Và cái phần này là bác Đạt sẽ chia sẻ với bạn cách dùng nước muối sinh lý làm sao cho nó đúng, được chưa? Trước tiên thì chúng ta phải biết rằng nước muối sinh lý đó là dung dịch lactic chloride 0,9% nhá. Tức là như nào, bây giờ trên thị trường ngoài hiệu thuốc ấy, nó có cái loại 10ml để chúng ta nhỏ mũi nhỏ mắt, có cái loại 500ml đến 1000ml đúng không, để rửa vết thương đấy, còn có cái dung dịch truyền tĩnh mạch nữa đúng không, đấy mấy loại như vậy. Nhưng mà cái loại mà chúng ta hay dùng ấy, đó là cái loại nhỏ mắt nhỏ mũi, cái lọ 10ml ấy nhá. Đấy là nước muối sinh lý, được chưa? Thế tại sao chúng ta lại không nên lạm dụng cái nước muối sinh lý này cho trẻ em? Nước muối sinh lý chúng ta chỉ dùng khi mà thật sự cần thiết và không nên dùng để rửa mắt, rửa mũi hàng ngày, nhất là đối với trẻ em và trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 3 tháng tuổi nhá. Chúng ta lạm dụng ấy thì nó sẽ xảy ra một số các cái vấn đề sau đây này. Thứ nhất, trong cái đường mũi của bé, mắt của bé nó có một cái lớp dịch, dịch đấy là dịch tự nhiên. Cái lớp dịch đó ấy, nó không chỉ là cái dịch đâu, mà trên đó nó còn có rất nhiều kháng thể và các cái protein kháng khuẩn khác như là defensin, như là interferon vân vân. Để làm gì? Để nó tiêu diệt những cái loại virus vi khuẩn, để trung hòa những cái độc tố của virus vi khuẩn để nó không bị viêm nhiễm. Cho nên mắt của mình ý, chúng ta thấy luôn ướt đúng không ạ? Vì ở đó nó có các kháng thể ở trong cái dịch nước mắt đấy để nó bảo vệ mắt. Còn dịch mũi, các bạn lấy một cái bông tăm, các bạn cho vào, các bạn ngoái thử mà xem, nó có một cái dịch màu trắng, có cái độ sánh nhất định, đấy là cái dịch sinh lý tự nhiên đấy, và nó để nó bảo vệ niêm mạc mũi họng, bảo vệ niêm mạc mắt. Và nếu chúng ta rửa trôi nó đi thì nó mất đi cái lớp đấy. Cái lớp đấy nó như là cái lớp hàng rào bảo vệ tự nhiên ấy, giống như là một cái áo bảo vệ. Bây giờ mình lột bỏ cái áo đó đi thì nó dễ tổn thương hơn. Đấy là cái thứ nhất, được chưa? Chúng ta rửa trôi mất cái lớp bảo vệ sinh lý, rửa trôi mất cái lớp kháng thể tự nhiên. Đấy cái điều nhất mà các bạn phải lưu ý. Cái thứ hai là chúng ta rửa mũi cho bé, nhỏ mắt mũi cho bé không đúng cách thì nó khiến nó bị đau rát, rồi có thể chảy máu mũi, rồi có thể là gì ạ? Viêm tai giữa. Tại vì cái dịch nó chảy vào tai thì cái vòi tai của trẻ ấy, cái lỗ rất là bé. Đấy, và khi nó chảy vào tai rồi nó không thoát ra được thì nó ứ ở trong cái dịch tai giữa thì nó gây viêm tai giữa. Cái việc rửa sai cách là cũng rất là nguy hiểm đối với sức khỏe của trẻ nhá. Và nếu như mà mắt của bé có những dấu hiệu bị viêm nhiễm thì nước muối sinh lý sẽ có tác dụng làm sạch. Thì cái nước muối sinh lý trong giai đoạn này nó rất quan trọng để nó làm sạch, làm rửa đi, rất tốt đúng chưa, rất tốt nhá. Và chúng ta lưu ý này, đối với trẻ sơ sinh thì không tự ý nhỏ thuốc kháng sinh vào mắt của bé khi mà các bạn thấy mắt bé có ghen, có rượu đó mắt, đúng chưa? Rất có thể bé bị viêm tuyến lệ hay là tắc tuyến lệ, chúng ta hãy đến cơ sở y tế để chúng ta làm cho yên tâm nhá. Còn trong trường hợp mà mắt nó bình thường thì mình có nhỏ không? Không nên nhỏ. Mình chỉ nhỏ cho bé khi bé vừa đi chơi về, mình chỉ nhỏ cho bé khi mà mình vừa tắm cho bé xong, mình chỉ nhỏ cho bé khi mình vừa rửa mặt cho bé xong, để làm sạch đi cái nước mà mình vừa dùng để rửa mặt, dùng để tắm cho bé thì nó sẽ tốt cho bé, có hiểu không ạ? Chứ không phải là ngày cứ nhắc tí mình nhỏ nhá. Đấy. Thứ ba nữa các bạn lưu ý này, khi mà mình mua nước muối sinh lý thì mình phải mua những cái loại có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng không? Đấy là một số các cái tác hại mà nếu như chúng ta dùng sai nó sẽ như vậy. Thế như vậy thì dùng đúng là như thế nào? Thì ở đây bác Đạt sẽ hướng dẫn đúng cho bạn này, và nhớ là xem hết nhé, đừng bỏ qua video này, nó quan trọng. Chúng ta khi mà sử dụng nước muối sinh lý để đảm bảo sức khỏe cho bé và phát huy tác dụng của nó ấy, thứ nhất là này, đầu tiên là khi mà chúng ta nhỏ mắt trong mũi bé chúng ta nên nằm nghiêng. Tại sao như vậy? Chúng ta làm nghiêng như vậy để nó không bị vào nó không bị vào cái vùng xoang, nó không bị vào cái tai giữa, để trẻ làm nghiêng, và bên dưới chúng ta lắp cái khăn để khi nó chảy ra ngoài nó chảy vào khăn nhá, thì mình xử lý như vậy. Thứ hai là gì ạ? Dùng lọ nước muối nhỏ thôi, dung tích nó chỉ 10ml thôi. Cái đầu lọ thuốc ấy nó phải tròn và nó không có các cái đầu sắc cạnh ấy, chẳng nó ảnh hưởng đến mắt đến mũi của trẻ. Đấy, được chưa? Và nước muối sinh lý chỉ nên dùng cho trẻ khi mà trẻ vừa tắm xong, khi mà trẻ bị đau mắt, hay là khi mà trẻ vừa đi ra ngoài chơi về đấy, hoặc là khi mà bé mới ngủ dậy vừa rửa mặt xong, để tránh làm khô mắt cho trẻ nhá. Còn nếu như trong thời gian mùa hè như này, mình cho bé nó ngồi điều hòa nhiều thì cứ khoảng 3-4 tiếng thì mình sẽ nhỏ cho mỗi bên khoảng 1-2 giọt để nó ẩm cái mắt bé đi. Tại vì đối với trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ ấy, đặc biệt là trẻ dưới 3 tháng thì cái quá trình tạo ra cái dịch tự nhiên ấy nó chưa được ổn định,
cho nên cái việc mình hỗ trợ như vậy là rất tốt, còn đối với trẻ lớn thì không cần thiết nhé. Thứ ba là chúng ta không được tự ý pha nước muối cho trẻ. Có rất nhiều bạn là tự ý pha nước muối, tại chúng ta không thể pha chuẩn nồng độ được. Chúng ta pha loãng quá thì không tác dụng, mà chúng ta pha đặc quá thì nó sót, đúng không? Vì áp suất tập tố nó tăng thì nó hút nước từ tế bào ra, thì nó làm cho sót, vỡ tế bào. Vỡ tế bào nó cảm giác sót và rát nhá, chú ý như vậy. Và chúng ta dùng nước lý cần phải xác định rõ cái công dụng của từng loại, chứ không phải là cái loại nào ạ. Ví dụ là có loại này chuyên để nhỏ mắt mũi đấy, chúng ta dùng như vậy. Có loại tiêm truyền thì phải chuyên tiêm truyền nhá, để chúng ta phải xác định rõ cái loại như vậy, được chưa? Thì đấy là một số lưu ý khi mà chúng ta sử dụng nước muối sinh lý cho trẻ. Đấy, thực ra cái phần này nó rất đơn giản thôi, nhưng mà không phải bà mẹ nào cũng biết, hoặc là những bà mẹ đó nuôi con thì bị tác động bởi bố mẹ chồng rồi chồng rồi hàng xóm vân, thì mình có thể cho họ xem video này để các bạn đó, để những người đó không có gây áp lực cho bạn khi mà cái việc mà dùng nước muối sinh lý, được chưa? Phần nào rõ thì comment dưới, Bát Đạt sẽ làm cái video trả lời các bạn. Và đừng quên subscribe kênh YouTube của Bát Đạt nha. Trên kênh nó có trên 1.000 video, đó là các phác đồ, các hướng dẫn mà Bát Đạt đã hỗ trợ cho hàng triệu bà mẹ Việt Nam nuôi con tăng cân tốt, tăng cường sức đề kháng và không lạm dụng kháng sinh. Quan điểm của Bát Đạt là không lạm dụng kháng sinh, chúng ta chỉ dùng kháng sinh khi bắt buộc, khi thực sự cần thiết, chứ không phải là chúng ta cứ ra ngoài chúng ta mua dùng đâu, đúng không ạ? Rồi không lạm dụng các thuốc điều trị triệu chứng như là corticoid, như là tritophan trị ho, đúng không ạ? Như là các cái kháng histamine, đúng không? Để làm khô mũi, đỡ chảy mũi, điều đó nó không có tác dụng gì cả, mà nó rất có hại. Rồi alpha tray, rồi các cái chống viêm, tất cả nó đều không có lợi đối với quá trình miễn dịch của trẻ, được chưa? Và nhớ hãy xem subscribe kênh để nuôi con nó nhàn hơn và tiết kiệm rất là nhiều tiền bạc và thời gian nhé. Rồi chào bạn.